bắt tạm giam Phó Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Bắc Ninh. Ông Phạm Quốc Tuấn, sinh năm 1964, trú tại thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh, bị cơ quan công an bắt tạm giam do có hành vi vi phạm quy định quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí theo Điều 219 Bộ Luật Hình sự năm 2015. Trước đó, cũng liên quan đến vụ việc trên, Công an tỉnh Bắc Ninh đã bắt tạm giam ông Nguyễn Thế Tuấn, sinh năm 1974, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Tử Sơn, do có hành vi vi phạm quy định quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí, theo Điều 219 Bộ Luật Hình sự năm 2015. Hiện các lực lượng chức năng đang trong quá trình điều tra nên chưa thông tin cụ thể vụ việc. Điều tra đoạn clip mẹ bạo hành con gái dã man ở thành phố Hồ Chí Minh. Chiều ngày 23 tháng 3, Công an quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh cho hay đang xác minh clip mẹ đánh con dã man xảy ra trên địa bàn. Cụ thể, clip ghi lại cảnh một bé gái đang ngồi trên ghế bị người phụ nữ được cho là mẹ ruột dùng dép, ghế nhựa đánh tới tấp vào đầu và người. Cô gái không kháng cự, chỉ biết ôm đầu chịu trận. Trong clip còn xuất hiện một cô gái khác đứng ra can ngăn. Clip đăng tải trong thời gian ngắn nhưng thu hút lượng theo dõi khủng và mọi người đều lên án hành vi đánh con dã man của người phụ nữ. Theo tìm hiểu, vụ việc này xảy ra tại một căn nhà ở phường 5, quận Phú Nhuận. Người phụ nữ và bé gái trong các đoạn clip được xác định là mẹ con. Trong đó, bé gái là nạn nhân, bị bạo hành đang học lớp 6. Hiện Công an quận Phú Nhuận đã cùng các cơ quan chức năng vào cuộc xác minh. Tổng thống Ukraine kêu gọi Nhật Bản duy trì các lệnh trừng phạt đối với Nga. Trong bài phát biểu, ông Zelensky cho biết, Nga có khả năng sẽ sử dụng vũ khí hóa học và các nhà máy điện hạt nhân ở Ukraine đều đang ở trong tình trạng nguy hiểm. Ông đánh giá cao về sự hỗ trợ của Nhật Bản và khẳng định Nhật Bản là nước đầu tiên ở châu Á gây áp lực toàn diện lên Nga, đồng thời kêu gọi nước này duy trì các lệnh trừng phạt đối với Nga. Nhật Bản là một thành viên của nhóm các nước có nền công nghiệp phát triển G7, đã thể hiện tình đoàn kết với người dân Ukraine, mở rộng hỗ trợ nhân đạo khi tiếp nhận những người sơ tán, một động thái hiếm hoi đối với một quốc gia có chính sách nhập cư và tị nạn thường được cho là quá nghiêm ngặt. Nhật Bản cũng đã tích cực song hành với Mỹ và các thành viên G7 khi liên tiếp áp đặt các biện pháp trừng phạt, thể hiện lập trường cứng rắn đối với Nga. Mới đây, ngày 21 tháng 3, Nga đã tuyên bố đình chỉ việc đàm phán Hiệp ước Hòa bình với Nhật Bản, đẩy quan hệ hai nước xấu đi nhanh chóng.